Bảo gì? Hôm nay là sinh nhật của em ấy. Anh biết là em thích cái bánh này từ rất là lâu rồi. Hôm nay anh mua bánh sinh nhật để anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Có cái bánh sinh nhật quen cũng tặng, có cần cái gì đâu. Nhưng anh thay đổi rồi, em ra lỗi cho anh đi chứ anh cũng biết lỗi rồi, em cầm bánh đi. Anh nhìn này, người yêu tôi tổ chức cho tôi này, anh nhìn thấy chưa? Tôi ấy, hết tình cảm anh lâu rồi. Anh đừng nghĩ ấy, là anh lúc nào cũng được người khác yêu quý nhá, không có chuyện đó đâu. Tử bế để xuống đuổi đây. Em thật sự là quá thay đổi luôn đấy chưa? Anh không nghĩ anh luôn. Chị đừng nói. Bây giờ chị xem thế chị sống được ạ? Em đã đi rồi sao anh còn chờ? Chỉ là buồn thôi, cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò mỗi tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhận yêu thương em mấy lâu nghĩ năm sau. Anh Kiên ơi, hôm nay là sinh nhật của chị Thư đấy. Bây giờ anh mang bánh sinh nhật ra anh tặng chị Thư rồi. Chắc chắn luôn là chị Thư sẽ tha lỗi cho anh đấy. Anh cố lên. Bây giờ không biết là mang bánh sang chị Thư chị có nhận không ấy. Thì bây giờ mà hôm nay anh không biết là sinh nhật của chị ấy, nên là anh đặt bánh từ chiều rồi. Bánh này bánh chị Thư rất thích. Anh Kiên ơi, anh biết ngày gì không? Làm sao đấy? Bây giờ thằng người yêu mới của anh ơi, chị Thư ấy, bây giờ nó sang nhà em, nó trang trí tổ chức sinh nhật cho chị Thư anh ạ. Ở đâu? Nó sẽ ở nhà em được. Anh cũng đang định mang bánh cho anh tặng cho chị Thư đấy. Thế anh mua bánh cho chị Thư này. Nó sang nhà em được chiếu rồi. Thế á? Sao mày không gọi sớm? Em biết đâu tưởng anh đi làm, em sợ anh đi làm. Đâu, anh vừa mới đi làm về, anh mua bánh cho chị Thư luôn. Anh chuẩn bị là anh đang sang, anh tặng cho chị Thư đây. Đang định trao ngay luôn này. Ủa, nhưng mà anh sang nhà chị Thư, sao chị Thư nói này kia lắm. Bây giờ anh sang anh tặng chị Thư kiểu gì chị Thư chả chấp nhận. Bây giờ anh sang anh xin lỗi chị Thư thì chị Thư biết đâu chị Thư ra lỗi cho anh, chị Thư bỏ qua tất cả cho anh. Mà chị Thư đang tình cảm với thằng kia lắm. Không, anh tin là chị Thư không nhận đồ của nó đâu. Anh tin là chị Thư không bao giờ như thế đâu. Hôm nay là sinh nhật của chị, anh biết là chị thích bánh này ấy nên anh mua rồi. Đây là kiểu gì chị Thư cũng cảm động và chị Thư ra lỗi cho anh thôi. Bây giờ anh em mày đi về luôn đi. Vâng, bây giờ anh về nhà em xem như nào. Thế chị Thư đang ở nhà đúng không? Vâng, đang. Thế mình xem luôn đi. Đi rồi. Bây giờ anh sang đấy anh cứ nói khéo là chắc chị Thư chị xa lỗi cho anh mà. Bây giờ nó mua sinh nhật một đống tặng chị Thư. Nó mua nhưng mà nó đã đang về đâu. Bây giờ anh sang anh tặng trước. Xong để chị Thư chị xa lỗi cho anh. Đi sang đấy, kệ nó. Không biết thế nào nữa bây giờ. Giờ anh sang xin lỗi chị Thư này kia đi anh ạ. Mong là chị Thư xa lỗi cho anh thôi. Lấy xe đi. Đi ra đi. Xe. Anh nhớ nói khéo rồi nhá. Ừ, để anh vào anh nói. Mau chị Thư xin lỗi cho anh nhé. Biết làm gì đấy? Chị Thư ơi. Thư ơi. Tiền em làm gì đấy? Em chị. Đang có quà em làm gì nữa? Chị không nhìn thấy à? Anh bảo. Bảo gì? Hôm nay là sinh nhật của em ấy. Anh biết là em thích cái bánh này từ rất là lâu rồi. Hôm nay anh mua bánh sinh nhật để anh tặng em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Tôi đã bảo tôi không cần cơ mà. Tôi không cần sự có mặt của anh và sự nhờ của tôi. Bây giờ anh Kiên mua rồi cho chị nhận cho anh. Bao nhiêu năm qua anh có tặng cho tôi đâu. Tự nhiên hôm nay anh dở dời anh tặng. Bây giờ chị không nhận, chị không tha lỗi cho anh Kiên à? Anh Kiên sao tha lỗi cái gì? Rồi anh biết lỗi của anh. Bỏ cái tay của anh ra. Bỏ qua anh Kiên đi, chị nhận bánh đi. Này là cái bánh anh đã đi làm rất là lâu để anh tích góp lại. Sau đó thì anh mua. Anh hứa với em là anh sẽ không bao giờ làm em để buồn nữa. Đúng rồi anh chị ạ. Là anh có hứa nghìn lần hay là vạn lần ấy thì cái lỗi của anh ấy tôi chẳng bao giờ tha thứ được. Tôi đã bảo rồi, tôi với anh không liên quan. Bạn bè cũng chẳng phải, người yêu cũng chẳng phải. Anh mang đến làm gì, tôi không cần. Thôi em lại nói anh như thế. Bây giờ anh Kiên đi làm mãi mới mua được bánh sinh nhật này, anh chị nhận. Anh thay đổi rồi mà. Có cái bánh sinh nhật quen cũng tặng, có cần cái gì đâu. Nếu anh thay đổi rồi, em tha lỗi cho anh đi chứ anh cũng biết lỗi rồi, em cầm bánh đi. Anh nhìn này, người yêu tôi tổ chức cho tôi này, anh nhìn thấy chưa? Đẹp như thế này cơ mà. Còn cái loại cái hèn như anh ấy, không có tiền như anh ấy. Không bao giờ anh tổ chức được cái tôi như này không? Bánh của người ta đẹp như thế này cơ mà. Chị đừng nói thay đổi. Bây giờ anh Kiên hết lòng thay đổi. Mà chị giờ chị thay đổi như người khác à? Mang ra tặng tôi, không cần gì đâu. Nhưng mà dù gì cũng đây cũng là tấm lòng của anh mà. Tôi bảo tôi không cần. Tôi chịu nhận. Sao anh cứ ngoan cố nhở? Anh mang cái này về cho mẹ của anh thì còn nhung nó ăn đi. Tôi không cần đâu. Hôm nay là sinh nhật của em nên anh mua mà chứ anh đâu có ăn gì đâu. Anh đến đây là tôi ngứa mắt rồi, không ăn nổi nên rất là cái bánh này này. Người yêu tôi mua cho tôi đầy rồi, đủ ăn rồi kia nọ, tôi không cần của anh. Thôi em nhận giúp anh. Bà là không nhận là không nhận cơ mà. Sao anh cố anh biết là em vẫn giận anh nhưng mà thôi anh đã thay đổi rồi. Rồi
Bây giờ chị nhận cái tiền chị nhận cho anh giúp anh để anh vui chứ bây giờ anh không thể nào. Bây giờ chị ấy chị nhận đi giúp anh làm cái gì? Em có được nó về không? Có lại được việc không? Là chị không anh tưởng nó to thích anh lắm hả? Hả? Tôi thất tình cảm anh lâu rồi. Anh đừng nghĩ ấy là anh lúc nào cũng được người khác yêu quý nhá, không có chuyện đó đâu. Anh về con Nhung của anh ấy yêu quý anh nhiều hơn. Anh với Nhung có bây giờ có liên quan gì đến nhau đâu? Anh có liên quan gì đâu? Anh vẫn tình cảm với em mà anh vẫn muốn yêu em, anh không có tình cảm với con nào hết. Tại sao mà em thay đổi anh vậy? Anh có làm gì sai đâu? Tôi người yêu rồi. Tại sao mà em thay đổi nhanh như thế? Anh chỉ thương yêu thôi chứ hả? Anh biết đâu rồi cái thằng Quang này, anh làm gì nó? Ừ, cái thằng Quang là yêu của tôi rồi. Thằng đều. Anh không nghĩ nó là như thế đâu. Anh nhỏ với nó này. Cái bộ mặt của nó quá giả tạo đấy. Anh không nghĩ em với nó mà yêu nhau cơ. Tôi thích mặt bằng của anh ấy, giả tạo hơn nhiều, gấp 3 lần. Giờ chị đừng có làm đấy rồi, chị xem anh kiên trả giá gì. Anh giả tạo cái gì, anh hỏi em, anh giả tạo cái gì? Cái đấy chỉ là quá khứ anh thôi. Anh lúc nào cũng lý lẽ này nó, xong rồi là anh lo được cuộc sống cho em này nó. Anh đưa tôi ngày nào, người ta này, tặng cái bố tôi ấy, cả một cái sổ đỏ. Đất đai ấy, tặng hết cho tôi. Ủa, hay là chị vì tiền nên chị yêu nó? Đúng rồi, chứ vì tiền đấy, ai đâu có đất đai thôi, đúng rồi. Em không ngờ chị quân người như thế luôn đấy. Anh không ngờ ấy. Em vì đồng tiền mà ấy thay đổi anh như thế. Anh không nghĩ em ấy thay đổi như thế đâu thưa ạ. Anh không nghĩ em ấy là yêu đúng cái nhà phẩm quyền của anh đâu. Anh không nghĩ em thay đổi quá nhiều như thế vì đồng tiền ấy. Em ấy thay đổi như thế đâu. Anh phải trách bản thân của anh. Anh em thì sai. Anh hỏi em nghèo. Bởi vì anh nghèo, anh hèn. Anh không có tiền. Chị đừng nói anh Kiên như thế. Anh Kiên vẫn đang cố gắng làm cái tiền của chị đây. Anh cố anh thay đổi rất là nhiều. Chị nói thế. Anh đi về cái không cần gì anh không? Anh đừng giải thích gì nữa. Chị cho cơ hội anh xin một lần này đi. Không ra xe tôi ấy, anh sang đây tặng bánh ấy, xong rồi anh trích móc tôi à? Anh chửi mà tôi là tôi hám tiền à? Hả? Mục đích của anh là sang đây để mà chửi tôi là hám tiền này đó. Anh muốn mua bánh tiền này, anh tặng cho em. Không cần. Anh biết là hôm nay là sinh của em, nên là anh mua cái bánh này. Anh tặng cho em. Bây giờ em nhận đi để anh vui. Bánh cứ về đi, bánh rẻ tiền là tôi không cần. Chị nhận cho anh Kiên vui đi chị ơi. Này, anh để tôi muốn tôi đuổi hay là làm thế nào? Tự về hay là tôi đuổi đây? Em thật sự là quá thay đổi luôn đấy thưa, anh không nghĩ cái gì luôn. Trời ơi, chị đừng nói thế. Bây giờ chị xem thế đấy, chị sống được à? Quang ấy bạn